Chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh A Sáng. Thì trong thời gian vừa qua thì có nhiều bạn mới hỏi mình là nhà A Sáng ở đâu. Thì bây giờ mình sẽ quay lại toàn bộ cái nhà mình nhá. Nhà mình ở Yên Bái, Tây Bắc, gần Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Đây là đường vào nhà mình nhá. Ở trong một cái video mà đi về đêm đấy thì cũng đi rồi, nhưng bây giờ là đây nhà mình này. Xung quanh toàn là núi đồi với cây. Ở đây thì bên trên cái vùng trung du một chút cũng có núi rồi. Nên chủ yếu là những cái đồi như kia. Nên ở dưới là ruộng thì là ruộng toàn là ruộng trầm nhé, ruộng trầm nghĩa là sâu ấy, toàn bùn thôi. Tức là giữa hai những cái quả đồi này thì có những cái khe, cái thung lũng nhỏ ấy, nhỏ xíu. Đó. Bùn nó trôi hết xuống đấy. Là ruộng trầm lắm, đứng thủ đến cổ người ấy. Phải để phải đi cấy, đi gặt bằng cầu, tức là để một cái nứa ngang ra mình dẫm lên đấy, hai cây, hai chân. Thì nó mới không chìm. Đây là về đến cổng nhà mình nhá. Im ắng lắm, trong này không có xe cộ mấy đâu. Toàn là tiếng gà với tiếng ve, tiếng các thứ. Đây. Lên nhà A Sáng rồi nhá. Tí nữa mình sẽ đi vòng quanh nhà để giới thiệu. Đây là toàn cảnh vòng quanh nhà. Nhà mình là nhà gỗ thôi. Ở đằng trước thì có cháp tường một chút. Trước nhà là sân. Sân này thỉnh thoảng là ngày mùa có phơi thóc, phơi lúa. Một trước là trồng một hàng này là cây rau ngót, rồi các cây hoa. Đấy. Ở đây là vườn rau này. Đó. Bây giờ là gần cuối năm thì chủ yếu là rau cải. Đây là cải cuốn đấy. Này phải đến Tết mới cuốn được. Ở bên này là cải cuốn kèm cả những cái cải chân. Rồi. Đằng kia có select. Vườn thì phải rào, đan rào bằng cây nứa nhá. Đây. Để cho nó khỏi gà. Đây là rào bằng cây nứa này. Cây nứa về bổ thành từng cái thanh nhỏ này, xong đan long mốt thành một cái bức rào. Phải đóng cọc và rào xung quanh để khỏi gà. Nhà bếp. Đi ra phía sau nhà. Làm cái này chắn để cho gà khỏi vào. Đây là ra phía sau nhà. Nuôi gà phía sau này. Đây. Đây. Trời ơi. Mấy con gà này tránh ra. Đứng đây làm gì. Hôm nay trời nắng mà gà nó không chịu đi kiếm ăn nữa. Tụ tập ở đây. Gà này gà ta. Thịt ngon lắm. Đây có chuồng lợn. Nhưng mà nhà mình không nuôi lợn nữa. Mình đi lên trên sau này một tí nhá. Trên sau này làm vườn. Vườn nhà Sáng thì toàn bưởi, chanh, chuối, hồng. Cái cây hồng này gọi là hồng thanh niên. Hồng gì mà trồng từ những cái năm xưa, cách đây phải
20 năm rồi. Chẳng được quả nào. Có quả nào thì chát xin xít. Bưởi thì nhiều. À đây, đời hồng. Ninh ơi, dạ. Mày được ăn quả hồng này chưa? Chưa. Chưa được ăn bao giờ à? Hồng này chát xin xít ra. Ôi giời, không chát đâu, mày điêu. Tao dùng từ bé rồi. Mày chưa được ăn, chưa biết thôi. Ăn rồi. Ăn lúc nào? Lúc mà bà bảo cho. Có ngon không? Về phải ngâm chán chê mê mệt gì. Chứ ăn ở cây này chát lắm. Đây là cây hồng. Ừ, hồng. Bưởi đây, bưởi quả vẫn rất là nhiều này. Trên cây nhiều lắm rồi. Lúc em ăn rồi đấy. Ừ, ăn bưởi rồi á. Chuối này ở dưới này. Bưởi là có chuồng trâu. Chuồng trâu nhưng mà bán bố nó trâu rồi đi nhỉ. Còn mỗi cái chuồng thôi. Chuồng trâu là đóng có cột trong lúc là đóng những cái thanh văng. Ui giời ơi, xung quanh. Thanh văng xung quanh không lập ngói. Đúng như này. À, nhà anh ấy có dây nhót ở đây à? Mới nhỉ. Mới có. Còn ngày xưa dây nhót ở đằng kia đúng không? Ăn nhòe, bây giờ có dây mới đây rồi. Bây giờ về ăn. Dưới này toàn bưởi là bưởi đây này. Dưới kia có dưới kia có cả mấy cây nhãn vải nhờ. Năm nay có quả không? À. Ui ôi. Ở đây có nhiều cỏ mật này lắm. Đây đây. Có mật này, đi nó dính vào quần cho thì thôi rồi đấy. Đây này. Dính ác lắm. Rất nhiều. Dính. Có cái mật mật dính. Mấy cây bưởi dưới này ăn ngon không? Ngon. Ngon á. Được. Cho kiếm quả đi. Kiếm quả về ăn. Đây xuôi xuống đến cái hòn đá kia. Kia là hòn đá ma. Đúng. Yeah. Đúng. Đá ma đúng không? Không phải. Chả thế. Đúng. Đúng. Kia kìa. Đấy. Nhìn thấy hòn đá ma chưa? Kia kìa. Kia kìa. Ờ đúng rồi. Ghê. Mày nhắm ra đấy không? Có chứ. Mày ra thử nào. Lâu rồi. Hay tao mày ra khám phá đi. Ừ. Đi. Xuống khám phá hòn đá ma này một tí. Ghê lắm, hồi bé không dám ra. Ma. Thế thì sao? Sao nó lại gọi là ma? Vì nó có ma. Thế. Đi xuống đi. Khám phá kia thật là thú vị không? Đi xuống luôn, đi đường dưới này. Ở đây đang trồng quế này. Ra đi. Nắng quá nhỉ, hôm nay giữa mùa đông mà nắng gớm. Ở đây nhiều cây danh, cây cỏ danh á, lem. Cứa vào chân cho. Đau lắm, này mà đi trên đất ra thì thôi rồi, còn dẫm vào gốc nữa thì. Ghê không? Chứ rồi ở đây là bay qua hả? Không có cầu à? Không, cầu đây nhưng mà không bay. Nhảy. Nhảy như nó bung cả điện thoại ra. Nào tránh ra, mày tránh ra, bung bung cả điện thoại chết anh. Lên khám phá đi. Ngày xưa hồi bé là toàn bị kể là hòn đá này có ma bạc. Chứ rồi tao ấy không có tay bấu lên kiểu gì. Ui dồi ôi. À, lên được rồi. Đây này. Toàn cảnh hòn đá. To nha. Tự nhiên lại có hòn đá to nằm ở đây.
Đây xung quanh toàn là đồi rừng, ruộng này, mấy ruộng này trầm lắm. Bên kia là dạng xoan nhà anh nhỉ? To phết đấy. Bên kia là toàn chảo này. Ngày xưa hay đi nhặt quả chảo xong về đập ra lấy hạt bán. Mày có nhặt nữa không? Không. Không à? Có ai nhặt đâu? Đây có ai nhặt không? Không. Bỏ rồi. Bỏ. Đồi kia cũng của nhà mình toàn là keo. Nhưng mà đồi nhà anh kia chặt bán rồi à? Chưa không. Còn có cây mấy nữa đâu? Chết đi rồi. Chỗ kia kìa. Nó bị chết mà. Kia là đường dây điện cao thế. Bên này là đường dây 110, bên kia là đường dây 220. Mới làm năm 2000 mấy nhỉ? 2007. Đợt xưa còn trèo lên đỉnh, trèo lên đầu tiên là lên đến đây. Xong là lên dần dần là lên đến cái đỉnh cao nhất ngồi ở trên này. Gặp máy bay giấy phi xuống. Ui, sướng. Lúc ấy chưa có điện, chứ có điện ai dám trèo. Đây mình nhìn toàn cảnh đồng ruộng này. Thêm một bay từ trên kia. Đẹp nhỉ. Tối có đi soi cá không? Có nhiều cá đấy. Mùa này thì là chưa cấy, gặt lâu rồi. Cái vụ vụ mùa là gặt tầm tháng 10 mà bây giờ tháng 12. Tháng cuối năm rồi vẫn tầm mấy tháng chưa cấy. Kia, nhà mình ở chỗ kia, lúc nãy vừa đi ở chỗ kia ra. Cả một cái vườn mênh mông ra đằng này. Đằng này là ao mà hay quay câu cá. Nhờ nắng này mà quên đi câu. Có câu mà. Có câu không? Có hai cái câu. Thế hay về lấy đi, nhưng có mồi không? Để anh mày đi câu. Về lấy đi nhá. Về lấy hai cái, xong một tí nữa. Về lấy hai cái câu với cả hai quả chuối chín. Thế xong anh đợi đằng bờ ao nhá. Ok, đi câu cá. Đi đường nào đi, anh đợi ở bờ ao kia. Dừng lại đi để lại ao cả nhá. Ra khỏi hòn đá thì đi lên vườn. Ở đây yên tĩnh lắm. Không có xe cộ, không có bụi bặm. Chủ yếu là mình sống ở trên này là trồng trọt và chăn nuôi. Trồng thì có trồng lúa, trồng màu, trồng cây, trồng rừng, trồng gỗ. Lúa thì bây giờ người ta không hiệu quả, người ta cũng chán, người ta bỏ ruộng nhiều. Này còn cây thì chỉ có dùng cây gỗ keo là chủ yếu. Thì ví dụ như tất cả những cái đồi rừng ở bên kia đấy, kia là đang trồng keo, trên cao những trồng keo hết. Chung là xa thì trồng keo, còn những khu gần nhà thì trồng một ít xoan, hay là trồng đấy, thỉnh thoảng lấy gỗ. Nhưng mà những cái cây gỗ ấy trồng có thể tầm 5-10 năm mới bán được, không ăn thua. Ở gần nhà thì trồng cây ăn quả, đấy cũng chẳng bán cho ai, chỉ có ăn. Đấy là trồng cây. Tất cả những cái tre ở bên kia đấy, hoặc là bên kia cũng là tre nhưng mà nó là cây mai, bên kia là chắc là diễn, hoặc là đấy những cái họ dạng họ tre nứa thì chặt bán bổi, gọi là bán bổi cho nhà máy sản xuất giấy. Ở dưới bãi bằng thì người ta vẫn mua cân ở đây để bán. Thế còn nguồn thu gì nữa nhỉ? Chả có gì nữa. Chủ yếu là trồng những cây xoan này cũng lấy gỗ này. Xoan là nó lớn khá là nhanh, lấy gỗ bán, chấm hết. Thế thôi, trồng rừng. Thế còn chăn nuôi thì nuôi lợn. Ninh Ninh lại đây kìa. Thì lại đây để câu luôn. Nuôi lợn thì mấy lần... Ơi khéo chọc anh nhá, đi né né ra. Nuôi lợn thì mấy lần Trung Quốc nó bỏ bom, nhân dân cũng... Nuôi ít thì cũng gay, không có lãi, lỗ. Nuôi gà thì chỉ đủ ăn.
nuôi gì nữa nhở, cá. Nuôi cá thì không ăn thua lắm. Nói chung bây giờ làm ăn khó. Nuôi trâu. Cày bừa, ngày xưa nuôi trâu cày bừa, giờ chả cày bừa nữa thì nuôi để cho lớn bán hoặc là ấy đó. Hoặc là kéo gỗ các thứ. Ấy, ngồi bình tĩnh. Bình tĩnh để anh ra câu. Bao xe một tí để câu nữa nhá. Vào trong nhà sáng xem có gì không. Đây là tủ lạnh này, giường ngủ này, bàn ghế này, tất cả để phải kê vào đây để cho thuốc lào khỏi nghịch. Tủ, bàn thờ ở giữa, bên này là một cái giường nữa. Tủ tivi. Không biết. Đây là dưới bếp nha. Bếp lửa. Đây là đi ra phía sau nhà thì có một cái nhà này, nhà cũ ngày xưa, nhà bếp cũ ngày xưa của nhà mình. Nhà này là làm từ những năm 1990, trước năm 90, bằng gỗ. Đây có cửa sổ như này. Ngày xưa ở những cái này là trẻ những cái thanh tre ra đan ken vào, xong bắt đầu là lấy đất với cả trộn nước xong đập lên nó thành tường ấy. Và phía đằng này thì có giếng này, phía sau là chuồng nuôi lợn, nhưng bây giờ không nuôi lợn nữa thì nuôi gà. Trời hôm nay mưa bẩn quá. Đây là có một con gà đang đẻ nhá. Gà, ơi chà, đi qua đây không ướt. Ướt quá, đấy. Bình thường là làm cho gà một cái ổ này, để cho một quả trứng ở đây, mồi đây. Là hàng ngày nó vào nó đẻ. Ây da, xù lông thì định tấn công à. Không ăn thua thịt đấy. Yeah. Đi vào. Ướt quá, rơi quả ướt hết mấy ảnh. Đằng sau nhà thì quay vào nuôi gà đằng sau này. Đấy. Chỗ này là quần áo lao động. Quần áo lao động. Không khí rất là thoáng mát và không có nhiều tiếng ồn. Ở đây rất là thư thái. Nhưng mà đi chân trâu các thứ thì khổ lắm các bạn ạ. Lên tận những cái đỉnh ở bên kia, đi vòng qua 3-4 đỉnh sang bên kia, nó mới nhiều cỏ cho trâu ăn. Ban con trâu lên, tức là cho cái trà con trâu lên sừng là kệ nó muốn đi đâu, chiều là đuổi về. Mà nó mất trâu thì thôi rồi, đêm vẫn đi tìm ở bên những cái gò bên đấy. Hôm nay trời mưa gió đây. Toàn cảnh cái nhà của A Sáng. Đây mình đang đi ở trên nhà nhé. Ở vạnh ở bên phải nhà này, nhà mình trồng nhiều bưởi. Bưởi cành, bưởi ngọt, bưởi đoan hùng. Có cả quế. Với cả cau. Cây gió. Trầm. Bây giờ mình đi xuống đường một tí. Đây, nhà A Sáng có cả chuối ngay dưới cổng này. Buồng
này. Nhiều, rất nhiều nhà chợ mà mình trồng bưởi, chuối rồi những cây ăn quả khá nhiều, có cả đu đủ ở đằng xa kia. Dưới này là đồng ruộng này. Bây giờ người ta không làm ruộng mấy nữa, ví dụ như mấy cái đám đã hết vụ mùa rồi, nhưng mấy cái đám kia là, kia có nước nước kia là của nhà sáng kìa, đang chuẩn bị cấy. Thì còn cái phần này là người ta phun thuốc cỏ hay là gì không biết nữa, nó chết khô đấy, nó bỏ rồi. Phần trong này thì bỏ mấy năm toàn chằm mà toàn là cỏ, trâu cũng chẳng ra ăn, trâu nó chỉ ăn tí ở dưới này, nó không ra chằm. Dưới này trồng quế rồi bưởi mít nhiều lắm, lâu lâu rồi mới đi về quê đi dạo mát, mà trời mưa xong bây giờ nó tạnh rồi, đi sướng lắm, không khí cực kỳ trong lành luôn mà yên tĩnh đấy, chỉ có nghe thấy tiếng tiếng gà gáy râm ran, gà cục cục, gà ó ấy. Ở bên kia là đồng mạ, và xa xa ở trước mặt kia là nhà của Nam ở trong video mà làm vịt á sáng ấy, đây là nhà của Nam, Nam Đao Phủ. Cây này là cây gáo, lá cực to luôn. Đây, nhìn này thôi lá to lắm. Bưởi. Kia, cái hòn đá hôm qua mình trèo lên kia, đá ma. Có ma bạc gì. Ngày xưa là đường nhà mình là đi từ đằng kia về đây. Xong vòng lên chỗ này. Đấy, vòng lên đây. Nhà mình ở đằng trên kia. Đây là cả một cái đường lên nhá. Bây giờ bị lấp rồi. Tầm 2007 hay là trở lại là chờ 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 về trước là nhà vẫn ở trên này. Đây đi lên cổng, đi lên đây. Chẳng này là sân, còn nhìn thẳng ra ao rất thoáng đẹp. Nhưng mà vì cái đường dây điện, có nhìn thấy không nhỉ? Đây. Đường dây điện là 220 kV. Là nó qua nên phải rời nhà ra đằng kia. Rời nhà ra đằng kia. Đấy. Thì cách khoảng độ 100 m, mấy chục mét. Năm đấy là đội xây lắp điện 2 của công ty xây lắp điện 2 về mới ở nhà mình. Chả nhớ mấy anh ấy tên gì nữa, nhưng mà là thuê ngựa rồi tời đá qua bên kia. Xong lúc là chở đá lên trên kia để xây cái cột điện. Vui lắm, ở đây vui lắm, đông đông vui. Bưởi bây giờ vẫn còn rất là nhiều quả, nhìn này chả biết có thấy rõ được không. Thôi cuộc sống ở đây thanh bình và thích lắm, mỗi tội là không kiếm ra tiền, khó kiếm tiền. Đây là toàn bộ ngôi nhà nha. Đấy, nhà phải có tí khói như thế này này, mưa gió này, ở nhà nấu cơm ăn nhưng mà trời thích thì đi làm, cuộc sống cực tự do luôn, không phải gò bó. Làm gì có cái chuyện mà hôm nay không ra đồng là bị phạt cắt lương đâu. Đấy. Chào các bạn nha.